Âu nhiều nghiên cứu khoa học quả ốc chó được ví như là vua của các loại hạt bởi những tác dụng tích cực với sức khỏe cho người dùng. Kết quả mau chóng có được khi đều đặn áp dụng với lượng nhỏ mỗi ngày. Với khoảng 7 quả ốc chó bóc vỏ cứng mỗi ngày, bạn đã có thể tận dụng tất cả các lợi ích của hạt ốc chó mang lại. Xu hướng ăn các loại quả hạt nguồn gốc tự nhiên đang là xu hướng ăn uống lành mạnh được các chuyên gia dinh dưỡng trên thế giới khuyên dùng. Trong các loại quả hạt này đã gói gọn tất cả những nhu cầu dinh dưỡng cần thiết với cơ thể con người. Nó có chứa chất đạm, chất béo lành mạnh, chất xơ, chất chống oxy hóa và các loại vitamin khoáng chất thiết yếu. Và đây là những lợi ích tiêu biểu mà quả ốc chó sở hữu. 1. Có khả năng chống ung thư. Nghiên cứu trên loài chuột có bộ gen giống người nhất chỉ ra rằng những con chuột ăn lượng tương đương với người 2.4 ounce ngày trong suốt 18 tuần có khối u tuyến tiền liệt nhỏ hơn đáng kể và phát triển chậm hơn so với nhóm ăn cùng khối lượng nhưng từ nguồn chất béo khác. Chế độ ăn hoàn toàn quả ốc chó giảm 30-40% sự phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu khác trên chuột khi cho ăn 2 nắm hạt ốc chó mỗi ngày, ăn tương đương người, đã giảm 50% nguy cơ ung thư vú cũng như làm chậm lại 50% tốc độ tăng trưởng của khối u. Tốt cho sức khỏe tim mạch, quả ốc chó có chứa axit amino L-arginine đem tới nhiều lợi ích tốt cho mạch máu ở những người bị bệnh tim hoặc những người có nguy cơ bị bệnh tim cao vì bị nhiều yếu tố ảnh hưởng. Quả ốc chó cũng chứa nhiều axit alpha-linolenic ALA, có khả năng chống viêm và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Chế độ ăn giàu ALA ngăn ngừa việc xảy ra những cơn đau tim nặng cũng như giảm nguy cơ đột tử tới 50%. Quả ốc chó chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh và hiếm. Chất chống oxy hóa rất quan trọng với sức khỏe con người bởi có tác dụng chống lại các gốc tự do làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Quả ốc chó chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp lọc bỏ những gốc tự do. Chất polyphen có trong quả ốc chó giúp ngăn ngừa tổn thương gan gây ra bởi hóa chất. Chất chống oxy hóa polyphenol trong quả ốc chó có hiệu quả tốt nhất trong số các loại. Loại hạt được kiểm nghiệm, các nhà nghiên cứu đã kết luận các loại quả hạt có nhiều chất chống oxy hóa polyphenol khi liên kết với lycopene sẽ ức chế quá trình oxy hóa dẫn đến chứng xơ vữa động mạch trong cơ thể. Những nghiên cứu bổ sung cũng chỉ ra rằng các loại hạt giúp cải thiện hồ sơ lipid máu, làm tăng chức năng nội mô, giảm viêm mà không làm tăng cân. Tác dụng của quả ốc chó lên não bộ. Quả ốc chó chứa một số loại hợp chất giúp bảo vệ thần kinh bao gồm vitamin E, folate, melatonin, omega 3 và các chất chống oxy hóa. Việc ăn hạt ốc chó mỗi ngày sẽ giúp tăng cường khả năng suy luận ở thanh thiếu niên. Đây là lý do mà phụ nữ mang thai thường được khuyên nên ăn quả ốc chó trước và trong thời kỳ mang thai. Ăn hạt ốc chó sẽ có tác dụng trong việc giảm căng thẳng lo âu, tăng cường nhận thức, chức năng vận động trong quá trình lão hóa. Quả ốc chó đem lại lợi ích thiết thực cho bệnh tiểu đường. Chế độ ăn giàu chất béo có lợi trong quả ốc chó được chứng minh là có thể cải thiện các thông số chuyển hóa ở những người bị tiểu đường tai 2. Người thừa cân và bị tiểu đường tai 2 ăn quả ốc chó mỗi ngày giúp giảm đáng kể nồng độ insulin lúc đó so với những người không ăn. Những lợi ích này đạt được trong 3 tháng đầu tiên. 6. Quả ốc chó tác dụng tích cực lên việc kiểm soát cân nặng. Việc duy trì chế độ ăn gồm các loại hạt lành mạnh. Quả ốc chó giúp duy trì được cân nặng lý tưởng theo thời gian. 7. Ngăn ngừa sỏi túi mật. Quả ốc chó có thể ngăn ngừa sỏi túi mật một cách hiệu quả, đó là kết luận của các nhà khoa học dựa trên những công trình nghiên cứu kéo dài hàng chục năm trên hơn 60.000 người áp dụng chế độ ăn kèm quả ốc chó. Vì thế không có lý do gì để bỏ qua hạt ốc chó nếu bạn muốn ngăn ngừa sỏi túi mật. Tăng khả năng làm cha. Tác động của môi trường sống, của thức ăn làm cho vấn đề vô sinh ở nam giới đang tăng lên một cách đáng báo động, ảnh hưởng tới hạnh phúc của không ít cặp vợ chồng. Bạn có thể cân nhắc bổ sung thêm hạt ốc chó vào chế độ ăn của mình. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, ngoài những lợi ích sức khỏe, ăn quả ốc chó mỗi ngày giúp cải thiện sức khỏe tinh trùng ở nam giới, cải thiện cả về số lượng và chất lượng tinh trùng. Những người đàn ông áp dụng chế độ ăn kiểu phương Tây bằng cách ăn đều đặn mỗi ngày 75g hạt ốc chó, hơn nửa ly, đã giúp cải thiện đáng kể chất lượng tinh trùng bao gồm sức sống, khả năng vận động, hình thái. Các axit béo quan trọng như omega 3, axit alpha linolenic giúp giảm bớt dị tật đồng thời bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho sức khỏe sinh sản của nam giới. Tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi. Quả ốc chó phát huy tác dụng tốt nhất cho sự phát triển não bộ nhờ lượng omega 3 và các chất chống oxy hóa hiếm gặp. Vì vậy bà bầu ăn quả ốc chó chính là cách giúp thai nhi phát triển trí não. Theo nghiên cứu của khoa dinh dưỡng y tế công cộng Mỹ,
chế độ ăn các loại hạt, trong đó có quả óc chó khi mang thai giúp giảm 50% nguy cơ phát triển bệnh dị ứng ở trẻ. Bên cạnh đó, quả óc chó rất giàu axit béo không bão hòa đa, có khả năng tăng khả năng miễn dịch đường ruột cho trẻ nhỏ. Quả óc chó cũng giàu vitamin B complex như folate, fibolan, thiamin, những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và bà bầu. 10. Giúp ngủ ngon. Mất ngủ là triệu chứng thường gặp ở người già. Những người bị rối loạn giấc ngủ gây ra khá nhiều phiền toái trong cuộc sống và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Mất ngủ là vì cơ thể sản xuất thiếu hụt melatonin. Melatonin chính là chất chịu trách nhiệm về chất lượng giấc ngủ trong cơ thể mỗi chúng ta. Quả óc chó là nguồn cung cấp melatonin tự nhiên rất phong phú. Chính vì thế những người hay bị mất ngủ chỉ cần ăn hạt óc chó mỗi ngày để cải thiện hàm lượng melatonin giúp dễ ngủ hơn. Giúp nhuận tràng. Bên cạnh lượng chất béo phong phú, quả óc chó cũng rất giàu chất xơ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc ăn quả óc chó giúp tăng lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp giảm viêm, tiêu hóa tốt hơn.